Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội hôm nay thì nắng mạnh, không biết là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ nói chung thì thời tiết đang như thế nào? Xin mời những thông tin cập nhật từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, Nam Bộ chiều nay đã có mưa, như tại thành phố Hồ Chí Minh thì mây dông phát triển mạnh, mưa to dồn dập, nước không kịp thoát đã gây úng nước ở tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thủ Đức. Dự báo là mưa sẽ còn kéo dài đến đêm và sang chiều mai ở nhiều nơi của Nam Bộ. Những khu vực nằm trong vùng màu xanh đậm này có khả năng mưa vừa mưa to với lượng từ 25 đến 50mm. Trước mỗi cơn mưa dông thường xảy ra gió mạnh và lốc xoáy. Trong khoảng thời gian này, quý vị nên ở trong nhà hoặc là tìm nơi tránh trú an toàn. Còn với thời tiết đêm nay ở thành phố Hồ Chí Minh thì trời có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, sẽ có cảm giác hơi lạnh do độ ẩm cao từ những cơn mưa. Trở lại với thời tiết thủ đô Hà Nội, đêm nay trời tạnh ráo. Chỉ ở vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết mát dịu, nhiệt độ đêm nay là 24 độ. Còn khu vực trung tâm thủ đô, Phúc Thọ, Hà Đông, nhiệt độ cao hơn ở mức 25 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.